Con dạy em đi. Ô khéo ngã con ra con dạy em chơi chơi karate đi. À, em cũng muốn bắt trước kìa, em bắt đầu tạo tư thế kìa, tạo dáng kìa. Úi, con dạy em từ từ. Đấy, con lại gần con dạy em, lại gần con dạy em. Nhanh con lại gần con dạy em. Cháu hiểu tiếng Việt nó hiểu, nhưng mà nó nói tiếng Pháp à. Rồi, con lại gần con dạy em. Như thế hả? Ừ, dạy em phải dạy từ từ em mới hiểu. Đấy, thấy chưa? Em cũng bắt chước rồi đấy. Dạ? Tiếng Pháp là cháu đang nói, còn là tiếng Việt thì cháu chỉ hiểu thôi. Đấy, mình nói nó hiểu, nó làm lại. Đấy, con thấy không? Em... Đó, em bắt chước con rồi đấy. Đó. Ôi giời, dạy em Việt Nam mà lại con nói tiếng Pháp, sao em Việt Nam hiểu? Con phải nói tiếng Việt Nam em mới hiểu. Đấy, em học dần dần, em còn bé em học dần. Đấy, thấy chưa? Em cũng đang làm karate đó, thấy chưa? Em bắt chước con nó, CP hoan hô. À, lại còn thế nữa, ôi ôi, lại còn thế nữa, thấy chưa? Em cũng bắt chước con đó, giỏi chưa? À. Le copain fait plouf. Hein? Nhẹ tay ha con. Nhớ chơi với em nhẹ tay, vứt ve nhẹ nhàng ha. Đấy, vứt ve nhẹ nhàng thế. À bây tout doucement. Con nhẹ nhàng ha, con nhẹ tay ha, nhẹ tay với em ha.